Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương nâng mức độ phòng chống dịch lên cao nhất, tập trung truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc F1, F2 với bệnh nhân mắc COVID-19 và các trường hợp liên quan đến các ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 3.098 ở Nghệ An, hệ thống giám sát phòng chống dịch đã giám sát cách ly lấy mẫu xét nghiệm 3 trường hợp có tiếp xúc gần. Đối với ca dương tính số 3.091, cư trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã truy vết cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 156 trường hợp F1 và 1.581 trường hợp F2. Đối với chùm ca bệnh tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện ca Trung ương cơ sở Tân Triều, lực lượng chức năng đã giám sát cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với 581 trường hợp liên quan.